Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, được về sớm cũng rảnh cho nên cũng như mọi khi, Vân sẽ nấu một món ăn thật là ngon cho mình. Và hồi nãy hai vợ chồng cũng mới đi ra ngoài mua đồ về, cũng mua được một số món để hôm nay Vân quyết định làm món nấu lẩu hải sản chua cay. Nó cũng gần như lẩu Thái và Vân cũng lúc trước cũng có mua sẵn được những cái viên lẩu Thái như vậy nè. Để mình có thể mình nấu nó sẽ dễ dàng hơn và mình nêm nếm lại cho nó ngon hơn. Today I will cook seafood spicy hot pot, really nice noodles in Vietnam also. Và trong cái gói viên gia vị á, thì nó sẽ có 4 viên như vậy. Nhưng mà Vân chỉ có ăn một mình thôi cho nên Vân chỉ sử dụng một viên. Đây là viên gia vị nãy Vân mới mở ra đó. Đáng lý ra là mình sẽ bỏ chung với nước mình nấu luôn, nhưng mà Vân muốn hòa tan một tí nước để xem cái vị nó như thế nào để mình biết trước được á. Và trong thành phần nấu lẩu hôm nay á, thì Vân cũng có mua được rau muống nè, cà chua và giá thì lúc nào cũng có. Rau muống Vân phải đi đến tiệm Á, ở bên này thì người ta mới bán. Còn đây là hai cây sả, chút xíu nữa Vân sẽ bỏ vào nước lẩu, và hai trái ớt xinh tươi ngon. Đây là nấm rơm, Vân cũng mua được ở bên tiệm Á luôn. Đáng lý ra nếu mà đúng ăn lẩu Thái hoặc lẩu chua cay á, thì sẽ còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà thôi bên này á, mình có cái gì mình nấu được như vậy là cũng ngon, là miễn sao mình nấu cái nước lẩu á, ăn vừa miệng là ok. Và mình cũng có nghêu nữa, cũng mua được nghêu bò viên, thịt bò bên này rất là tươi và thơm ngon mềm. Còn đặc biệt đây là tôm Việt Nam nha mọi người, this is Vietnamese shrimp. It's quite expensive in here. Ở bên này coi vậy chứ tôm Việt Nam bán cũng rất là có giá và đắt lắm. Ok, đây là cái viên gia vị, chút xíu nữa Vân sẽ bỏ vào trong nước lẩu và nêm nếm luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Rất là vui vì có rau muống để ăn. Còn đúng ra nữa là sẽ có mực. Rồi nào là mực, nào là thơm, củ hiền để nấu chung. Nhưng mà bên này thì chắc cũng khó tìm được cái đó. Ok, let's start cook the seafood spicy hot pot now. Bây giờ Vân sẽ xào cà chua. Đây là phần tỏi và hành hành tím á. Mình sẽ bỏ vào mình xào cho nó thơm. Vân sẽ cho luôn hai cái phần sả vào cho nó thơm. Chút xíu nữa mình sẽ có một cái mùi nước lẩu và thơm ngon. Cho cà chua vào luôn để xào chung. Rồi nghe mùi tỏi và hành tím nó đủ thơm, nó đủ làm cho mình đói bụng nha. Và trong cái món nào mà có hai cái mùi này rồi đó là dễ lắm, đồ ăn lắm. Hồi nãy đi cũng thấy có một cái nồi lẩu mini dành cho một người giống bên Việt Nam mình hay ăn á, nhưng mà nghĩ đến vấn đề là về phải nhiều khi mình nấu chẳng là mình thích mình mua thôi, chứ về nấu rồi bắt lửa này nọ này kia thấy cũng phiền quá. Tại vì bên này người ta sử dụng bếp điện, mình lỡ có cái mình nấu bằng lửa đó, có chuyện gì cũng mất công lắm, rồi hệ thống nó báo không cần cũng mệt mỏi, cho nên thôi ăn vậy là đủ rồi. Sau khi xào cà chua với lại mấy cái gia vị này á, bây giờ Vân cho, Vân nghĩ chắc một viên không đủ đâu, Vân sẽ cho hai viên gia vị vào luôn. Đáng lý ra mình phải hòa tan cái này với nước ấm để thử trước, nhưng mà Vân nghĩ chắc không có vấn đề gì. Rồi mình để cho nó sôi tí xíu. Ở bên này á, ông xã bắt đầu cũng ăn được nhiều món Việt Nam Vân nấu, mà cũng ăn rất là ngon, ăn nhiều nữa. Nhưng mà những cái món nước như là bún bò, hủ tiếu này nọ này kia thì ông cũng chưa có ăn đâu, không có ăn vặt như mình. Cho nên ước gì mình nấu được nhiều người á, thì mình sẽ có nhiều thức ăn hơn và ngon hơn. Mèo là có mực, thêm mực nữa là tuyệt vời. Ok, mình để tí xíu xem như thế nào mà mình sẽ đem nếm tiếp. Mọi người ơi, nãy Vân đã sau khi cho hai viên gia vị vào á, với lại Vân cho một muỗng nước mắm vào, thì mùi vị đã tương đối là vừa ăn. Giờ mình chỉ cần nêm tí xíu vị chua, vị mặn đã có đầy đủ. Rồi giờ Vân chỉ nêm một tí xíu bột cà no vào nữa thôi.
không ăn mặn, tại vì chút xíu nữa mình sẽ có nước mắm nữa. Vân sẽ nêm một tí đường vào. Okay. Và bên cạnh đó, Vân muốn cái vị nó chua hơn một tí thì Vân sẽ cho một ít me vào nữa. Cái vị trong đó nó cũng đã có chua rồi, nhưng mà Vân muốn chua hơn nữa nên Vân sẽ ở bên này Vân mua được me đặc luôn á, làm nước mắm me này nọ này kia rất là ngon, nên Vân sẽ cho nửa muỗng thôi, nhiều như vậy. Ok, Vân sẽ cho, vì Vân thích rất là thích ăn cay cho nên Vân sẽ cho ớt sa tế vào một muỗng. Nó vừa có màu đẹp mà nó có vừa có vị cay ở trong đó luôn, mà không có cho nhiều, chỉ một tí vậy thôi. Sẽ có màu rất là đẹp và có cái mùi sa tế nó cũng thơm nữa. Đây, tăng thêm tinh tàn. Và bây giờ đến phần rất là hấp dẫn, Vân sẽ cho, đáng lý là lẩu là mình phải cho những cái thứ này vào sau để mình ngồi trên bàn có cái bếp này nọ này kia, nhưng mà bên này thôi không có bày được như Việt Nam đâu, cho nên Vân sẽ nấu tất cả vào chung luôn. Đây mọi người nhìn, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Cũng ngon lắm, miễn sao mình nấu cái nước nó ngon là ok. Mình sẽ cho, because this is seafood, spicy hot pot, so we have clam. Really nice, and I love clam so much. Miss Vietnam also. Thịt bò thì chút xíu sẽ cho sau cùng. Ở bên này những cái này mắc lắm á. Này, bò viên, tất cả các thứ. Hôm nay thì không có xương, chứ nếu có xương thì Vân sẽ nấu nước xương, nước dùng trước. Là mình sẽ dùng cái nước đó để mình nấu lẩu luôn. Nói ra nấu một mình chứ thực chất ra cái nồi này cũng đã hai người rồi. Ok, bây giờ mình chờ tí xíu cho nó sôi rồi mình bỏ nước bò vào cuối cùng. À bây giờ phải cho mình sẽ thảy luôn hai trái ớt này vào luôn cho nó thơm ngon, nó có cái vị cho nó thơm. À, mọi người nhìn hấp dẫn không? Đó, cũng đâu có thua gì không trái chín cốc. Hồi nãy mình nêm nếm thì Vân đã thấy mặn, ngọt, chua, chua vừa đủ luôn, cộng thêm cái mùi thơm của cà chua xào chung với sả, ớt, tỏi và hành băm. Đó, bây giờ mình để cho nó sôi tí xíu rồi mình sẽ bỏ bò vào cuối cùng. Người nhìn thấy đẹp không? Đây, nước nó cũng đã sôi rồi, Vân sẽ cho thịt bò vào. Ở bên này Vân thích ăn thịt bò, nó vừa có phần mỡ tí xíu, nó béo và nó thơm lắm. Đó, mình sẽ cho hết nguyên phần thịt bò này vào luôn. Because it's a seafood, so we should have everything inside. Hôm nay Vân cũng có đầu mật luôn á, nhưng mà thôi nhiều quá, có một mình ăn nào, chứ đâu có nhiều người đâu, cho nên thôi để dành cái phần mật đó lần sau. Có đầu mật cũng ngon lắm, mọi người nhìn nó hấp dẫn không? Đó, ớt nè, đủ hết. Nên bây giờ Vân sẽ cho nấm vào. Mushroom, I love mushroom also. Đây, một nồi lẩu hải sản chua cay rất là ngon. Cái này mà ăn vào mùa đông á, trời đổ tuyết lạnh mà ấm bá cháy. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình bỏ rau vào luôn. Đây, this is morning glory, really Vietnamese one, and I love it. Mình sẽ cho rau vào, rất là thích rau muống. Wow, cái này là chắc hai ba người ăn ấy, chứ nói nấu một mình ăn chắc không nổi quá.
Rồi, mình sẽ bỏ vào một chút xíu nữa. Trang và nước bún mình ăn nữa là xong. Hôm nay vẫn có bún tươi. Mình nấu bún tươi. Mình cho giá vào luôn cho nó chín. Ok. Bây giờ nồi lẩu của mình đã sẵn sàng dùng. Now it's just ready to enjoy now. Và đây, thế là Vân đã có một tô bún hải sản chua cay, mùi vị Thái rất là ngon. Đây là rau muống Morning Glory. Now I have a really special and delicious bowl of spice, seafood spicy with the noodles. This is tomato, clam, really tasty beef. We have mushroom, really love the chili that I love. You can put it here and you can put it on. Vietnamese special shrimp, beef bone, delicious. And this is fresh noodle. À, mọi người nhìn có hấp dẫn không? Cũng đâu có thua gì tiệm ở Việt Nam đâu. Ở bên này giờ thèm là phải tự nấu thôi. Và mình đã có được một tô bún rất là ngon. Ok, now it's time to enjoy. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Thank you so much for watching as always. Have a nice weekend. Goodbye.